Thông báo của tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga nêu rõ, từ 13 giờ chiều 16 tháng 6 theo giờ Hà Nội, tập đoàn này đã chuyển nội dung thanh toán trong hợp đồng khí đốt của Ukraine sang hình thức trả trước. Điều này có nghĩa là việc vận chuyển khí đốt sang Ukraine sẽ ngừng lại, vì hiện Kiev chưa chuyển bất cứ khoản thanh toán trước nào cho phía Moscow. Tuy nhiên, Gazprom sẽ tiếp tục cung cấp đủ lượng khí đốt cho các khách hàng châu Âu theo các hợp đồng hiện tại, và công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine phải đảm bảo khí đốt được trung chuyển qua nước này. Gazprom cũng cho biết đã gửi đơn kiện Naftogaz lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, nhằm đòi 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền nợ khí đốt mà Kiev mua của Moscow. Quyết định của Gazprom được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đã không đạt được thỏa thuận về việc thanh toán các khoản nợ khí đốt hiện nay của Kiev vào đúng thời hạn chót 16 tháng 6. Sau cuộc đàm phán thất bại này, Nga tuyên bố sẽ không tổ chức bất cứ cuộc đàm phán khí đốt nào nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ khí đốt hiện nay. Moscow cũng cảnh báo về khả năng thay đổi đường xuất khẩu khí đốt nếu Kiev tìm cách chặn nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu. Trước tình hình này, Liên minh châu Âu-EU đã kêu gọi Nga và Ukraine giải quyết bất đồng về giá cả. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Tây Ban Nha, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso đã kêu gọi hai bên nỗ lực để có được sự thỏa hiệp. Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi Nga nối lại đàm phán khí đốt với Ukraine. Phát biểu từ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng Liên minh châu Âu-EU đã đề xuất một thỏa hiệp hợp lý trong tranh chấp về giá khí đốt giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga nối lại đàm phán nhằm giải quyết những vướng mắc hiện nay.